Tại cuộc gặp quyền Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Marcelino Medina, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Cuba lần đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, tình cảm đoàn kết gắn bó, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Việt Nam cảm ơn Cuba đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời khẳng định hai bộ ngoại giao sẽ chủ trì và phối hợp thúc đẩy các bộ ngành của hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Marcelino Medina nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là hoạt động cấp cao chính thức đầu tiên tại Cuba kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Cuba. Lãnh đạo và nhân dân Cuba hết sức coi trọng chuyến thăm chính thức Cuba lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, coi đây là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết trước sau như một, kịp thời ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và quyền Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Marcelino Medina đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Quan hệ Quốc tế Raúl Roa Garcia của Cuba. Trong chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo một số ban bộ và đã có các cuộc gặp và làm việc với các ban và bộ của Cuba. Tại cuộc làm việc với đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, phụ trách tổ chức và chính sách cán bộ của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, chúc mừng Đảng Cộng sản Cuba đã tổ chức rất thành công đại hội lần thứ 8 vào tháng 4 vừa qua. Đồng thời chúc mừng đồng chí Roberto Morales được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, bầu giữ chức trọng trách là Bí thư Trung ương Đảng phụ trách tổ chức và chính sách cán bộ, lĩnh vực then chốt của then chốt. Đồng chí Phan Đình Trạc đã thông báo khái quát về việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và trao đổi về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đồng chí Roberto Morales khẳng định, Đảng Cộng sản Cuba rất coi trọng và đánh giá cao những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn đổi mới của Việt Nam, đồng thời đề nghị hai đảng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới kinh nghiệm, trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng. Đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Roberto Morales khẳng định sẽ thúc đẩy đưa các ý tưởng trao đổi thành chương trình hợp tác cụ thể giữa hai đảng trong thời gian tới.